Xe ta bon trên dặm đường, từ làng quê ta băng qua suối đèo đồi nương. Xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, từ tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa làng quê ta, đi thông đường để chuyến xe ta băng qua. Hồng Linh ơi, tình cao mây vương đã cùng em tiếng đêm thức tròn. Nối tiếp những mảnh đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Niềm vui xe ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hồi. Đường quê em đưa như tôi dề bao tâm tình. Lừng lờ đèn giặc rồi lửa soi để em đi thông đường. Kia gà rừng bằng cây cuối nương, vượt đèo ngang nào bàn nơi. Tay lái ta dồn lên lời ca, ơi cô gái trên đất cao hồng. Rằng sẽ qua lòng em như thấu tỏ, dù xe chạy đêm chạy ngày, cùng chắm tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam yêu thương. Đi thông đường miền xe qua, mọi chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Xe ta bon trên những dặm đường, từ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương. Có xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa làng quê ta, đi thông đường để chuyến xe ta băng qua. Hoành Sơn một mái xuôi về hoa tình em từng viên đá nhỏ. Đêm đêm hát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình yêu quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Điện phương tay lái mang tiếng em đàm đàm. Xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang thấy gọi. Về quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường. Là nhiều điều phù lấy ra thương, đây tình nắm với nghĩa bác. Thương nhau ta nào có quản chi, hơi cố gắng. Trên đất lam hồng, bước chậm xe qua lòng em đang thấu tỏ. Dù sáng chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình yêu em. Bằng mình trong bao gian nan, đi thông đường hai ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ dân Trung Đức, xin cảm ơn anh Trần Đình Phương. Các bạn cảm xúc lúc này như thế nào ạ? Bài hát nó đẹp quá. Từ cái việc chú hát, chú nhả chữ rất là tinh tế. Em cảm giác là trên con đường âm nhạc của Oplus đang thiếu một cái sự sâu lắng như thế này. Có hai điều em có thể thêm vào. Một là có thể là nhờ chú Trung Đức tư vấn thêm để có thể có những bài hát hay như thế. Hoặc là bọn em sẽ phải chuẩn bị thêm tiền để nhờ anh Thanh Phương để phối thêm thôi. Từ rất là lâu rồi em đã được nghe ca khúc này trên đài và trên TV. Cảm giác như tất cả những hình ảnh ở quê hương, ở cái ngôi làng nơi em sinh ra nó hiện ra. Một cái giọng hát rất là ấm áp, rất là tình cảm và đúng là nó rất là chân quê. Cái phần nhạc và phần lời của ca khúc này nó rất là uyển chuyển, vừa dí dỏm, nó lại rất là dung dị cho qua cả cái giọng hát của chú. Chú dựa trên cái điều sẩm. Ngày xưa chú thấy nhiều ông bà ăn xin họ hay hát dạ. Như điều sẩm. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Dựa theo cái điều sẩm để mình hát viết cái bài chân quê này. Với phần trình diễn vừa rồi thì cháu thấy chất dân ca trong chú Trung Đức rất là nhiều. Cái dân ca này thực ra ngày xưa là mình học ở nhạc viện thì mình không vui hát dân ca. Vâng. Chỉ chú hát những cái ca khúc thế và hát cổ điển. Nhưng mà khi mình biết hát dân ca này, mình về nhà hát ca mối nhạc Việt Nam, lúc đó nó gọi ca mối nhạc dân tộc Trung ương. Thì mình gặp nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền bây giờ và gặp chị Thanh Huyền, là cái dân ca này là do Thu Hiền dạy mình. Và từ đó là bắt đầu mình học hát dân ca quan họ mình học. Và từ đó bắt đầu mình yêu cái dân ca này.
mặc dù là dạy chú nhưng mà sau này thì cặp song ca Trung Đức và Thu Hiền thì lại là một cặp song ca ghi dấu ấn với rất nhiều những thế hệ. Chú đã hát với cô Thu Hiền được bao nhiêu năm rồi, chú có nhớ không? Ôi hát nhiều lắm, hát từ lúc mình về các nhà trung ương này bên năm 78 bao nhiêu rồi. Hát suốt đến bây giờ. Bây giờ hai đứa vẫn hát song ca với nhau. Thì là có những cái chương trình thì Hiền lại gọi mình vào. Hay có ở đây thì mình mời Hiền ra. Nhiều cái bài hát dân ca với Thu Hiền mà được công chúng yêu quý. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại một số hình ảnh của nghệ sĩ dân Trung Đức cùng nghệ sĩ dân Thu Hiền. Xe không kính không phải xe không có kính. Bom dập bom rung, kính vỡ mất rồi. Cùng mặc bóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường gió trầm mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Rừng hoa với chim ca với từng bừng, suối đã trong xanh sẽ bóng em và bóng anh. Bên nhau cùng sống vui êm đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Anh nhớ biên cương, sương lạnh giá biết mùa đông tới. Nơi quê hương em bước vào phủ mới, mà anh thương em. Đồng quê chưa cấy hết chân em ngập dưới bùn, lúa cây thằng hàng không hơi em yêu. Ở cuối sông Hồng người về tôi dặn đi, nay có mấy câu tái hồi. Yêu em là em mong ai xin chớ, mà này cũng có đừng ngồi với ai. Người ơi em về, tôi muốn hỏi các bạn xem những hình ảnh vừa rồi thì theo các bạn tại sao mà cặp đôi này lại được yêu mến đến như vậy? Em nghĩ là không phải chỉ ở giọng hát đâu, mà là như em nhìn ở đây khi mà em xem lại thì em thấy là cô chú diễn với nhau tình cảm lắm, nhập tâm lắm. Mọi người khi lên MV thì chúng ta nhìn, phải có phần hình nữa. Cháu quay lại cháu nói với Hùng một Tùng anh là, một đẹp trai quá. Vâng, một anh đẹp trai hát cùng với một chị rất xinh gái mà hát lại hay như thế, làm sao mà không thành một cặp bài trùng mà được rất nhiều khán giả yêu mến. Trong tất cả những lần đi biểu diễn cùng cô Thu Hiền thì kỷ niệm nào làm chú nhớ nhất ạ? Nói về kỷ niệm thì nhiều kỷ niệm. Mỗi một lần buổi diễn thì lại khán giả lại yêu quý một kiểu. Nhất là có một lần thì mình nhớ là mình hát cái bài Gửi Em ở Cuối Sông Hồng. Hát cái phần đơn ca solo của mình thì bị một con muỗi nó bay vào trong họng. Và không hát thì mình không hát. Thì Hiền hát luôn cái câu của mình. Là Hiền hát một cái câu của mình, chỉ có hai đứa biết thôi, chứ khán giả cũng không biết rằng mình đang vừa bị con muỗi nó bay vào mồm, bay vào trong họng. Tức là hiểu ý nhau đến như vậy đấy. Hiểu ý như thế đấy, hát ngoài trời hay bị muỗi bay vào mồm. Nhóm O Plus các bạn đã được nghe những câu chuyện rất thú vị của nghệ sĩ dân Trung Đức, và các bạn còn được hát cùng với chú Trung Đức nữa. Không biết là các bạn đã chuẩn bị cho phần này như thế nào rồi? Cái hình ảnh của chú Trung Đức trong em là của cái ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Ngày hôm nay mà có cơ hội được hát với cả chú Trung Đức thì chắc chắn là em sẽ rất là mong muốn được hát bài hát đấy cùng với cả chú Trung Đức. Chú xin cảm ơn. Vâng, chú đã bao giờ hát với những bạn trẻ bài này bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên mình hát. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại video gốc của bài này. Xe ta bon trên dặm đường, từ làng quê ta băng qua ba suối đeo đồi lưng. Xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, từ tiếng bom khao đàn rối vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Chú có nhớ về video clip này được thực hiện năm nào và ở đâu không ạ? Cái này là mình quay ở trên Lục Nam Hà Bắc. Nhưng mình không nhớ là năm bao nhiêu nữa. Ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng được viết trong thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh tại khu 4. Mỹ bắn phá ác liệt trên các tuyến đường và các mặt trận. Bài hát được sáng tác vào năm 1967, ca ngợi những nữ thanh niên xung phong khu 4
đội bom thù thông đường đưa xe ra chiến trường. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra đời, bài hát này đã gây được tiếng vang lớn và là một trong 4 ca khúc giúp nhạc sĩ Anh Dương nhận được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2007. Khi mà em nghe một cái tiết tấu của bài hát là đúng, em nhìn thấy lắc lư và xoay vô lăng ở trên xe của một người chiến sĩ lái xe ngay lập tức luôn. Chọn hát bài này các bạn có nghĩ là áp lực không? Em thì là người thích bài hát này. Với cái ca khúc này thì đội em tham gia với một cái phân công là Tùng là sẽ đóng vai trò là người phối khí cho bài hát. Và em bởi vì em thích ca khúc này quá cho nên là em đã đăng ký với Tùng là làm bài hát này đi. Thế tí nữa thì Tùng với mình cùng hát với chú Trung Đức hay là chỉ một người thôi? Bọn em sẽ cùng hát với chú ạ. Wow. Bọn em sẽ hỗ trợ chú trên đường đi cổ vũ các cô gái thanh niên xung quanh. Chú lái xe của bọn em tiếp nước đúng không? Bọn em chỉ cảm thấy rất là hào hứng và rất muốn lên đường cùng với chú ngay bây giờ. Vâng ạ. Xin cảm ơn. Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Mời các bạn hãy lên xe cùng nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Bon trên dòng đường, từ làng quê ta băng qua suối đèo đồi nương, xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, từ tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa đàn quê ta đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, tình cao mây vương đã cùng em từ những đêm thức tròn. Nối tiếp những mảnh đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương lấy lại mang tình yêu đàn ra. Xe ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hồi. Đường quê em đưa như tôi dễ bao tâm tình. Lừng lờ đèn giặc rồi lửa soi để em đi thông đường. Kia gà rừng bằng gây cuối nương, vượt đèo ngang nào bàn nơi. Tay lái ta dồn lên lời ca, hỡi cô gái trên đất Nam Hồng. Dòng xe qua lòng em như thấu tỏ, dù xe chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam yêu thương đi thông đường. Trên những dòng đường, từ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương, con xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa lan quê ta đi thông đường, để chuyến xe ta băng qua. Hoành Sơn một mái suối về hoa tình em từng viên đá nhỏ. Đêm đêm hát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình yêu quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Điện phương tay lái mang tình em đàm đàm. Xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang thấy gọi. Về quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phù lấy giá thương. Đây tình nam với nghĩa bác, thương nhau ta nào có quản chi. Hỡi cô gái trên đất Nam Hồng, bước chậm xe qua lòng em càng thấu tỏ. Dù sáng chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em, bằng mình trong bao gian nan. Cảm ơn chú Trung Đức, cảm ơn Minh và Tùng. Và chúng ta cũng phải cảm ơn ban nhạc đã thể hiện bài hát này theo bản phối các bạn. Chú nhận xét gì về bản phối này cũng như là phần thể hiện này của hai bạn? Thứ nhất là bản phối rất hay.
Dạ. Và hai bạn trẻ hát rất hay. Mình nghe các bạn hát mình rất thích. Cảm ơn chú ạ. Vì em được đứng ở trên sân khấu hát bài hát này cùng cả chú Trung Đức giống như là đã tọa nguyện rồi. Và em cảm giác như là đang được ngồi trên quả xe của chú để đi thông. Tôi thấy Tùng cứ từ đầu đến cuối cứ như thế này. Rất là vui, rất là hào hứng và đầy cảm xúc khi mà được đứng chung sân khấu với chú và hát ca khúc này. Bố mẹ em rất là thích. Và một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng Minh và Tùng. Xin cảm ơn. Như vậy là chúng ta đã vừa thưởng thức Chào Em Cô Gái Lâm Hồng. Còn bây giờ thì mọi sự chú ý sẽ dồn vào hai anh em Linh và Lâm. Các bạn sẽ chọn bài hát nào nổi tiếng của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức? Bọn em sẽ chọn một ca khúc rất nổi tiếng của chú Trung Đức là ca khúc Tiếng Đàn Bầu. Như vừa xong thì nghe phần thể hiện của chú và đội bạn thì thấy nhiều áp lực quá. Bài hát đã được phối lại rất là hấp dẫn. Hy vọng là sự thể hiện của chúng cháu và chú sẽ mang lại một cái không khí mới cho ca khúc Tiếng Đàn Bầu. Cái MV mà chú quay nó cũng rất là thời xưa và nó để lại ấn tượng khá là sâu đậm trong em với ca khúc đấy. Vâng, và bây giờ bạn nhắc đến MV thì chúng ta sẽ cùng xem lại hình ảnh của chú Trung Đức trong video clip Tiếng Đàn Bầu. Tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là giọng cha. Ngân nga em vẫn hát tích tình 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 tang, tích tình 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 tang. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vàng trong gió. Bài hát này là mình cũng rất thích như khi mình nghe anh Kiều Hưng hát. Và khi đó thì mình đã tập cái bài hát này đi biểu diễn ở nhà hát. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Là người Việt Nam thì chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết đàn bầu. Đàn bầu hay còn gọi là độc huyền cầm, là nhạc cụ có một dây. Chỉ có đúng duy nhất là có tiếng đàn bầu được người ta dùng cái từ là giọt đàn bầu để thể hiện cái tiếng đàn thôi. Mà đúng, em thấy là cái từ đấy rất là hay. Từng cái âm thanh một nó vang lên, nó không phải là vang lên cùng một lúc. Nó cứ giống như là tí tách từng giọt một, lảnh lót từng giọt một. Nhà thơ Lữ Giang đã có một bài thơ rất thành công viết về đàn bầu với ý tứ độc đáo và sâu sắc, đã tạo điều kiện cho nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ thành một bài hát rất nhiều cảm xúc mang tên Tiếng Đàn Bầu. Ôi, cái bài hát này thì mỗi một lần tôi hát mình mới yêu lắm. Bởi vì bản thân mình nghe đàn bầu, nghe tiếng đàn bầu biểu diễn độc tấu là mình đã rất thích rồi. Độc tấu Du Con Nam Bộ Nhớ Việt Nam Vì Việt Nam là cái em rất thích. Và khi được hát cái bài tiếng đàn bầu mình đã càng thích hơn. Bài thơ Đàn Bầu được nhà thơ Lữ Giang sáng tác cuối năm 1954. Nguyên văn những câu thơ đầu tiên như sau: lắng tai nghe đàn bầu ngân dài trong đêm thâu, tiếng đàn như suối ngọt cứ đưa hồn lên cao. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã có vài điều chỉnh nhỏ và giữ trọn vẹn ý tứ bài thơ. Và hôm nay thì các bạn sẽ đem đến một bản phối như thế nào? Các bạn có thể giới thiệu qua cho chúng tôi được biết không? Với ca khúc này thì bọn em đưa vào bản phối một chút chất liệu giao hưởng, có một chút dây, và cho bản phối này với một cái phong cách nó swing để tạo cái độ nảy nảy hơi jazzy một tí. Bạn nào sẽ là hát, bạn nào sẽ là phối? Tùng Linh là đảm nhiệm vai trò producer, còn em là đảm nhiệm vai trò ca sĩ. Nhưng thực ra là Tùng Linh cũng rất là hào hứng được hát với cả chú Trung Đức. Tức là cả hai người sẽ cùng hát đúng không? Không bỏ qua cơ hội này. Các bạn nhớ là bản phối gốc luôn luôn có tiếng đàn bầu. Hôm nay thì dàn nhạc của chúng ta không hề có đàn bầu. Các bạn sẽ làm như thế nào? Cái này thì em đã cũng đã nghĩ đến rồi. Tại vì xem một số những cái tập của các Sen Hoài Niệm thì đã biết biên chế ban nhạc là gồm những cây như thế nào rồi, cho nên là em nghĩ là tiếng đàn bầu thì nó luôn luôn ở trong tâm trí của người Việt Nam rồi. Và đặc biệt là khi nghe ca khúc này thì chữa giỏi thật đấy. Khi nghe ca khúc này thì tiếng đàn bầu lúc nào cũng văng vẳng ở trong tai em, nhưng mà trong bản phối thì lại không có đàn bầu. Tức là em nghĩ đến thôi và em sẽ mặc định là khán giả cũng sẽ có tiếng đàn bầu ở trong tâm trí của họ khi nghe bản phối của em. À, không phải khi nghe bản phối của em mà là khi nghe ca khúc Tiếng Đàn Bầu. Vâng, nói vui vậy thôi, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cùng với Tùng Lâm và Tùng Linh, hai bạn sẽ thể hiện bài hát Tiếng Đàn Bầu trên sân khấu của ca sĩ Hoài Niệm. Xin mời các bạn.
tai nghe đàn bầu thánh thót trong đêm thâu, tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là dòng cha. Ngân nga em vẫn hát tích tình 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 tang, tích tình 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 tang. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vàng trong sáng. Ôi cùng thanh cùng trầm rung lòng người sâu thẳm. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tiếng đàn bầu thuở xưa cũng thương kiều nức nở, than mình chẳng tự do vì ai dân mất nước. Náo nuột từng đường tơ, náo từng đường tơ. Tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người trên thang, đang vang vang ca rằng ta đời đời ơn đảng. Việt Nam người vinh quang, tiếng mẹ cũng trầm là dòng cha. Ngân nga em vẫn hát tính tình 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 tang, tính tình 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 tang. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vàng trong sáng. Ôi cùng thanh cùng trầm rung lòng người sâu. Việt Nam Hồ Chí Minh, 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 Việt Nam Hồ Chí nghệ sĩ dân Trung Đức. Xin cảm ơn đội chơi của Lâm và Linh. Chúng ta cũng một lần nữa cũng sẽ cảm ơn ban nhạc đã thể hiện bài hát vừa rồi. Rất tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn các anh ạ. Thưa chú, hai người bạn này hát có đem lại cho chú nhiều cảm xúc như hai người bạn kia không ạ? Hai bạn này hát cũng rất tốt. Và chú thấy bản phối tiếng đàn bầu của hai bạn như thế nào? Văn minh. Hai bạn trẻ phối mình rất thích cái bản phối này. Rất văn minh. Cảm ơn chú ạ. Khi mà làm bản phối này thì em cũng nghĩ là ta đang sống trong thời hòa bình rồi, cho nên là cũng muốn đem lại một chút âm hưởng jazz trong ca khúc này. Cái jazz swing thì nó sẽ hơi nảy nảy, khiến cho mình cảm thấy nó tích cực và vẫn giữ được lại cái cảm xúc ban đầu của bài hát, là một bài rất là mượt mà, rất thiết tha. Xin cảm ơn hai bạn. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn quay trở về vị trí ban đầu để cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, xem là nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cảm xúc nhiều hơn với bài nào. Xin mời các bạn.